Hôm nay, tôi muốn chia sẻ những điều tôi ước mình đã biết về ung thư gan và protein từ nhiều năm trước. Những thông tin này có thể hữu ích cho các bạn đang chiến đấu với căn bệnh này. Việc hiểu rõ về vai trò của protein trong chế độ ăn uống có thể giúp bạn cải thiện chất lượng cuộc sống và hỗ trợ quá trình điều trị. Khi đối mặt với ung thư gan, chăm sóc cơ thể là vô cùng quan trọng. Điều này không chỉ bao gồm việc tuân thủ các phương pháp điều trị, mà còn phải chú ý đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Và một trong những trợ thủ đắc lực trong chế độ ăn uống chính là protein. Protein không chỉ là một phần quan trọng của chế độ ăn uống, mà còn đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì sức khỏe tổng thể. Protein rất cần thiết để sửa chữa mô, xây dựng cơ bắp và duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Đặc biệt, khi bạn đang điều trị ung thư gan, cơ thể cần thêm năng lượng và dưỡng chất để chống chọi với những tác động của quá trình này. Khi bạn đang điều trị, cơ thể cần thêm năng lượng để chống chọi với những tác động của quá trình này. Việc bổ sung đủ protein có thể giúp bạn duy trì sức mạnh và năng lượng cần thiết. Nhưng khoan đã, vậy chúng ta cần ăn bao nhiêu protein là đủ? Đây là câu hỏi mà nhiều người thắc mắc khi bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn uống của mình. Các chuyên gia khuyên bạn nên duy trì một lượng protein cân bằng. Điều này có nghĩa là bạn cần phải ăn đủ lượng protein cần thiết mỗi ngày, nhưng không nên ăn quá nhiều để tránh gây áp lực cho gan. Hãy ưu tiên các loại thịt nạc, cá, trứng, đầu và cá đầu phủ. Những thực phẩm này không chỉ giàu protein mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất khác có lợi cho sức khỏe. Những thực phẩm này cung cấp nhiều protein mà không gây quá tải cho gan. Điều này rất quan trọng vì gan của bạn đang phải làm việc rất vất vả để xử lý các chất độc hại và duy trì chức năng bình thường. Hãy nhớ rằng, gan của bạn đang làm việc rất vất vả, vì vậy, hãy đối xử nhẹ nhàng với nó. Điều này có nghĩa là bạn nên tránh các loại thực phẩm có thể gây hại cho gan, chẳng hạn như thực phẩm chứa nhiều chất béo hoặc đã qua chế biến. Tránh các loại protein chứa nhiều chất béo hoặc đã qua chế biến vì chúng có thể gây áp lực cho gan. Thay vào đó, hãy chọn những nguồn protein lành mạnh và dễ tiêu hóa. Và đây là một mẹo nhỏ. Hãy chia nhỏ lượng protein bạn ăn trong ngày. Điều này không chỉ giúp cơ thể bạn hấp thụ protein tốt hơn, mà còn giúp duy trì mức năng lượng ổn định suốt cả ngày. Điều này giúp cơ thể sử dụng protein hiệu quả hơn. Bạn có thể chia nhỏ lượng protein vào các bữa ăn chính và các bữa ăn nhẹ trong ngày. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và cả những bữa ăn nhẹ. Protein có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Điều này giúp bạn duy trì mức năng lượng và sức khỏe tốt hơn. Luôn trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về nhu cầu cụ thể của bạn. Họ có thể giúp bạn xác định lượng protein cần thiết và cách bổ sung protein một cách hiệu quả nhất. Họ có thể đưa ra lời khuyên phù hợp với tình trạng sức khỏe và kế hoạch điều trị của bạn. Điều này rất quan trọng để đảm bảo rằng bạn đang nhận được sự hỗ trợ tốt nhất cho quá trình điều trị của mình. Tóm lại, protein rất quan trọng nếu bạn bị ung thư gan. Nó không chỉ giúp hỗ trợ cơ thể mà còn giúp tăng cường năng lượng và phục hồi sau quá trình điều trị. Nó hỗ trợ cơ thể, tăng cường năng lượng và giúp phục hồi. Việc bổ sung đủ protein có thể giúp bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn và có thể đối mặt với những thử thách của quá trình điều trị. Chỉ cần lưu ý về loại protein và lượng protein bạn tiêu thụ. Điều này sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe tốt và hỗ trợ quá trình điều trị một cách hiệu quả. Hãy mạnh mẽ, tìm hiểu thông tin và nuôi dưỡng cơ thể thật tốt nhé! Bạn có thể vượt qua được những thử thách này nếu bạn có kiến thức và sự hỗ trợ đúng đắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn trong hành trình chiến đấu với ung thư gan. Hãy đón xem những video chia sẻ mẹo vặt sức khỏe tiếp theo nhé! Đừng quên nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào.